Bắc Ninh, gần 400 học sinh mầm non, nghi bị nhiễm khuẩn, ấu trùng sán lợn, phải xuống Hà Nội khám. Sáng ngày 15 tháng 3, những chuyến xe chở gần 400 cháu học sinh thuộc trường mầm non Thanh Khương và Mão Điền, huyện Thuận Thành Bắc Ninh, được bố mẹ đưa xuống các bệnh viện ở Hà Nội để khám vì nghi bị nhiễm run sán sau khi ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh tại trường học. Theo ghi nhận của phóng viên, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong sáng nay có hàng trăm cháu đến viện để thăm khám. Để thuận tiện cho việc khám bệnh, phía bệnh viện đã dùng hội trường để phân loại, sau đó đưa các cháu đi khám và lấy mẫu xét nghiệm tại các khoa phòng khác nhau. Cùng thời điểm, tại Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương, hiện có hàng trăm cháu tập trung tại khoa khám bệnh, chuyên ngành để khám và lấy mẫu bệnh phẩm, đang có mặt tại bệnh viện. Chị Trang, một phụ huynh học sinh, cho biết gia đình chị cùng hàng trăm gia đình khác phải dậy từ lúc 4 giờ 30 sáng để đưa các cháu về Hà Nội khám vì nghi các cháu bị nhiễm sán. Sự việc xảy ra từ hôm 14 tháng 2, sau khi các phụ huynh phát hiện trường mầm non sử dụng thịt lợn không đảm bảo để chế biến cho các cháu ăn. Ngay sau đó các phụ huynh đã có ý kiến, nhưng đến thời điểm hiện tại, phía nhà trường chưa có động thái gì. Mới đây, một phụ huynh thấy con bị sốt cao nên đưa đi khám, kết quả cháu bé dương tính với sán lợn. Thấy vậy, chúng tôi quá lo lắng nên tập trung đưa các cháu đi khám ngay. Đến thời điểm này, có 3 cháu có kết quả dương tính, còn nhiều trường hợp khác vẫn phải chờ đến 2 giờ chiều nay mới có kết quả, chị Trang nói. Cùng đi theo chuyến xe đưa các em học sinh đi khám, bà Hồng cho biết bà đưa theo tổng cộng 7 đứa cháu phải đưa đi xét nghiệm. Hiện tôi cùng các con vẫn hồi hộp chờ kết quả cuối cùng, bà Hồng nói. Trong lúc chờ đợi, bà Hồng cùng nhiều người khác tranh thủ đọc các thông tin về sán lợn trên báo chí, cũng như nghe tư vấn từ các bác sĩ. Tôi nghe các bác sĩ nói, sán lớn có thể lên não, gây động kinh, rồi vào cả gan nữa, nếu không phát hiện sớm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bà Hồng nói, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương xác nhận, có nhiều trẻ sáng nay đến khám vì nghi nhiễm run sán. Tuy nhiên, hiện chưa có kết quả cụ thể, nên chưa thể trả lời có bao nhiêu cháu âm tính hay dương tính. Theo các phụ huynh đang có mặt tại 2 bệnh viện, kinh phí và việc tổ chức đưa các cháu học sinh đi khám là hoàn toàn tự nguyện. Quảng Ngãi không được do quý ông không hiểu nghiệm thối lại tin. Có thể do một phần hơn dáng nắm ngọc cấu giống như cổ quý của nam giới, nên càng có nhiều người tin lời đồn thổi về công dụng tăng cường sinh lực cho đàn ông của loại nấm này. Nhiều người miền xuôi khi có việc lên huyện miền núi Sơn Tây không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy loại nấm có hình dáng cực lạ được bày bán tại phía trước hiên nhà của chị Nguyễn Thị Thọ, 50 tuổi, ở xã Sơn Dung của huyện này, đó là nấm ngọc cẩu. Qua quan sát, nấm ngọc cẩu mà chị Thọ đang bày bán là một khối cục tròn có trọng lượng gần 10 kg, màu nâu sậm. Bề mặt phía trên của nó nổi lên nhiều u cục với chiều dài 2-4 đốt tay và tròn to hơn nửa cổ tay của người lớn. Trên đỉnh của số u cục này, phần vỏ ngoài bị nứt toát để lộ phía trong màu đỏ bầm. Đặc biệt, một số u cục trông khá giống cổ quý của cánh mày râu. Điều này khiến không ít chị em phụ nữ giới phải đỏ mặt khi nhìn. Chia sẻ với phóng viên, chị Thọ kể, nấm ngọc cẩu mọc ở khu vực rừng sâu nơi có nhiều thân lá mục. Mùa thu hoạch của loại nấm độc lạ ngọc cẩu là vào mùa mưa, khoảng từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Còn thời điểm này đã quá mùa nên số lượng tìm được rất ít, thi thoảng mới có. Trọng lượng lớn nhất của ngọc cẩu mà tôi mua để bán khoảng 14 kg. Theo chị Thọ thì ngọc cẩu mua về được phun nước rửa sạch bụi bẩn, đất bám phía ngoài, sau đó thì dùng dao chặt nhỏ và phơi khô, với giá hiện tại khoảng 400.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số người lại đặt mua tươi và nguyên cục. Giá bán tươi theo kiểu này dao động từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng trên 1 kg. Nói về công dụng của ngọc cẩu, anh DTK, một người chuyên sưu tầm các loại rượu ngâm ở Quảng Ngãi, giọng chắc như đinh đóng cột, ngọc cẩu chủ yếu được mua về để ngâm rượu. Sau một thời gian ngâm có màu đỏ, khi uống có vị chát, tác dụng tăng cường sinh lực cho đàn ông của rượu ngọc cẩu thì khó có thứ nào sánh bằng, đến ngay cả anh Viagra cũng thua xa. Thực hư về công dụng của nó như thế nào thì chưa rõ, nhưng có thể do một phần hình dáng nấm ngọc cẩu giống như cổ quý của nam giới nên làm nhiều người tin lời đồn thổi về công dụng tăng cường sinh lực của loại nấm này. Khoa học vừa công bố, trẻ nhỏ xài điện thoại dễ mắc 12 loại ung thư khi trưởng thành.
những tưởng việc cho trẻ. Sử dụng các thiết bị công nghệ càng sớm, sẽ càng giúp trẻ phát triển tư duy, ngờ đâu lại khiến sức khỏe bào mòn. Dễ mắc ung thư khi trưởng thành. Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, thì con người lại cần dùng nhiều đến máy tính, điện thoại, iPad, dần dà trở thành thói quen, mà ngay cả trẻ em cũng bị ảnh hưởng. Có thể thấy, giờ đi đâu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp. Hình ảnh một đứa trẻ, vừa ăn vừa chơi điện thoại, thiết bị ấy trở nên quen thuộc, tới mức mà bọn trẻ sử dụng một cách thành thục. Còn hơn cả người lớn. Tuy nhiên nhìn thoáng qua, chúng ta không biết điều ấy có lợi hay không, nhưng chắc chắn rằng sẽ hình thành thói hư tật xấu cho trẻ, và đến lúc không có thiết bị ấy, thì chúng sẽ khóc lóc, không chịu ăn. Lại càng không nghe lời cha mẹ. Khả năng mắc 12 loại ung thư chết người cao khi sử dụng thiết bị công nghệ từ nhỏ. Tác hại của việc nuông chiều con trẻ cho sử dụng các thiết bị công nghệ quá sớm, không dừng lại ở đó, mà còn rất nhiều hệ lụy phía sau, mà cha mẹ không thể ngờ tới được. Mới đây, Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới vừa dựa trên hồ sơ 200.000 người sinh sống khắp toàn cầu và các dữ liệu khác từ hơn 80 nghiên cứu khoa học trước đó đã chứng minh được rằng tuổi thơ gắn liền với các thiết bị công nghệ đều liên quan đến ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại tràng, gan thận, tuyến tụy khi trưởng thành. Hơn nữa, sau nguy cơ mắc 12 loại ung thư quái ác, thì hậu quả trước mắt mà mọi người đều thấy rõ là thị lực trẻ ngày càng giảm đi nếu sử dụng quá thời gian cho phép mỗi ngày. Bằng chứng là trong 50 năm qua, tỷ lệ trẻ em cận thị từ 7,2% đã tăng lên gấp đôi, 16,4%, đa phần do nhìn vào màn hình công nghệ thường xuyên. Không những thế, nghiên cứu còn cho thấy, việc trẻ tiêu thụ quá mức thụ động, có nghĩa là chỉ ngồi ăn, sau đó ôm chằm chằm vào thiết bị công nghệ, mà không chịu vận động, để thức ăn được tiêu hóa, sẽ khiến nguy cơ béo phì tăng vọt. Một khi đã trở thành đứa trẻ béo phì, xác suất trưởng thành vẫn bị béo phì, tăng gấp 5 lần, phụ huynh có biết. Và đó chính là lý do, sát thủ mang tên ung thư, có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Bởi theo một công trình, đã công bố không lâu, của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, béo phì liên quan mật thiết đến 12 loại ung thư chết người như dạ dày, miệng cổ họng, gan, buồng trứng, ruột túi mật, thận thực quản, tuyến tụy, tử cung, vú và tuyến tiền liệt. Với quá nhiều tác hại như thế, béo phì có khả năng trở thành nguyên nhân gây ung thư hàng đầu thế giới, nguy hiểm hơn cả thuốc lá. Chính vì vậy, để con trẻ của mình không trở thành nạn nhân mắc bệnh ung thư, thì cha mẹ cần nên tinh tế và lý trí trong việc dạy trẻ, cũng như quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị công nghệ. Đừng để những vật vô tri, vô giác ấy gây hại đến con mình nhé.